nhìn vào cái người đàn ông áo hường. Áo hường nha. Đỡ áo đỏ này nha. Áo đỏ chứng tỏ đẹp trai. Ôi ôi. Dễ sợ. Khi em hát cái câu đầu tiên á là anh đã hấp hồn người ta rồi. Chỉ là một người xuất sắc thôi. Mời quý vị đón xem tập 8 được phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2017 trên kênh HTV7. Chương trình được tài trợ bởi VPMilk, nhãn hàng IQ. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với buổi livestream của chương trình Gia đình song ca ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì cũng như quý vị và các bạn đã biết, chúng ta sẽ có hai vị khách mời rất là đặc biệt. Và Yến Nhi sẽ không nói nhiều nữa mà sẽ để cho khách mời tự giới thiệu về bản thân mình. Xin mời. Dạ, con xin chào cả nhà. Con tên là Nguyễn Minh Thiên Khôi, con 12 tuổi và con đã là quán quân của tập 7 của Gia đình song ca. Em à? Đúng rồi, đây. Hi, xin chào tất cả mọi người, em tên là Mai Trí Công. Năm nay em 15 tuổi và đợt vừa rồi em đã cùng chị họ của em tham gia chương trình Gia đình song ca và đạt được giải nhì. Và với hai vị khách mời là Thiên Khôi và Mai Trí Công ngày hôm nay, chúng ta sẽ có rất nhiều những điều thú vị. Chính vì thế rất mong tất cả quý vị và các bạn hãy đặt thật nhiều những câu hỏi và đưa ra những yêu cầu, những thử thách cho hai bạn nhỏ này nhé. Và trước khi Yến Nhi kết nối những cái phần thử thách yêu cầu thì bây giờ chị có một cái game nho nhỏ. Không biết là hai bạn có sẵn sàng để chơi không ạ? Sẵn sàng. Dạ có. Sẵn sàng ha. Bây giờ cái game này đơn giản thôi. Đây là cái game này là hỏi nhanh đáp nhanh và những câu hỏi trong đây cũng chính là những câu hỏi mà tất cả quý vị khán giả đã gửi về cho fanpage của chương trình Gia đình song ca và ban tổ chức đã tổng hợp lại. Vậy bây giờ thôi, chắc là Khôi chơi trước ha. Bây giờ luật chơi đơn giản thôi, bây giờ chị sẽ hỏi lần lượt 5 câu hỏi, hỏi nhanh, xong rồi Khôi sẽ đáp nhanh. Yes. Và nếu như Khôi trả lời chậm hoặc là trả lời không được thì sẽ có một hình phạt nhanh nhỏ. Chơi, chơi, chơi luôn chứ, nhưng mà bây giờ sao chị nói mình... cả hai luôn. Cả hai luôn. Ây cha, chưa gì hết để ganh tỉ với em rồi. Thì bây giờ Khôi chơi trước xong rồi tới Mai Trí Công hay là Công muốn chơi trước? Thôi nhường em. Thôi cho Mai Trí Công chơi trước đi. Nhường em mà. Thấy chưa quý vị ạ? Chưa gì hết là chúng ta đã thấy có rất nhiều những cái điều thú vị trong chương trình ngày hôm nay rồi. Thôi bây giờ ủ xì cho Công bằng. Đúng rồi. Ai thắng chơi trước không? Không, ai thắng chơi trước. Ok, ba lần nha. Tù xì. Tù xì. Thôi rồi, hai lần rồi. Anh chơi trước. Rồi, cái ha. Rồi bây giờ mình đã hiểu luật chơi chứ nào? À, sao chị? Chị sẽ hỏi lần lượt 5 câu hỏi, hỏi nhanh đáp nhanh, chị hỏi thì em trả lời. À, okay, ok ha. Tập trung chưa? Căng lại nha. Tập trung nha. Rồi, ok bác. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu với thử thách của bạn Mai Trí Công trước nha. Câu đầu tiên, Công vừa làm mặt xấu vừa giới thiệu bản thân trong vòng 10 giây. Em tên là Mai Trí Công, năm nay em 15 tuổi. Câu hỏi số 2, ngoài ca hát Công thích làm gì khi rảnh rỗi? À, ngoài ca hát thì em thích ngủ. Ngủ. Hỏi số 3, kể một kỷ niệm đáng xấu hổ nhưng mà Công từng bị. 1 2 cởi chân ra ngoài được. Ây cha cha. Một kỷ niệm cũng rất vui quý vị ạ. Câu hỏi số 4, hãy liệt kê những loại nhạc cụ mà Công có thể chơi được. Piano, đàn bầu, guitar, sáo. Sáo. Vậy thì không biết là chút nữa mình có thể thử thách một cái loại nhạc cụ nào đó để gửi tặng quý vị khán giả được không ạ? Ok. Chính xác. Và câu hỏi cuối cùng, Khôi và Công cùng song ca một cái khúc Nam Bộ được không nào? Cái câu hỏi đây là để làm khó. Về đâu mà trong người thương. Bạn đó. Công với bạn Khôi nhà có, ta có đây. Có cái bài gì mà 1 2 nhớ ai về gì. Bài ca đất phương Nam. Rồi. Miền đất phương Nam. Trời xanh mây trắng soi dòng cửu Long Giang. Ok rồi. Ây cha. Quả thật là các bạn Mai Trí Công này không thể nào làm khó được. Vậy thì qua tới Thiên Khôi thì không biết là mình không có biết có bị chịu hình phạt hay không. Cố lên nhá. Rồi bây giờ mình đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi đúng không? Yes. Rồi bắt đầu nha. Trong 10 giây hãy miêu tả đầy đủ về bản thân mình, chiều cao, cân nặng và sở thích. Dạ con tên là Nguyễn Minh Thiên Khôi, con 12 tuổi, sinh nhật con mới tháng trước xong. Và con chiều cao của con là con chưa biết, nhưng mà lần trước con đo là 1m51, có thể vậy nhưng mà con có biết lắm. Sở thích con là ngoài chuyện ca hát thì con thích phá đồ, phá tivi, phá máy lạnh, cân nặng nữa. Cân nặng con chưa biết nữa, con quên rồi. Xuất sắc, có nhanh không quý vị ạ? À? Cực kỳ nhanh đúng không? Theo cái nhịp độ này là cũng rất là ok, không nhanh không chậm nhưng mà trả okay. Lời Nguyên rất là mạch lạc. Tiếp theo câu hỏi số 2 nha. Làm ba biểu cảm đáng yêu nào. 1 2
Ba biểu cảm đáng yêu. Một. Biểu cảm thứ nhất. Nhanh nha, đếm thời gian nè, bị phạt nè. Biểu cảm thứ nhất nè. Hai. Thứ ba. Rồi, chà, không biết quý vị có thấy đáng yêu hay không. Là quá 3 giây là chị phải phạt đấy. Đúng rồi, tại vì chị thấy thôi là cũng đang suy nghĩ. Đúng rồi đó, đúng rồi. Thấy không? Anh Công thì làm khó em quá. Rồi bây giờ tiếp tục nha. Khôi nói giọng cả ba miền Bắc Trung Nam với câu Khôi yêu chương trình gia đình song ca. Miền Nam là Khôi yêu chương trình gia đình song ca. Miền Bắc là Khôi yêu chương trình gia đình song ca. Còn miền Trung là Khôi yêu cái gì? Khôi yêu gia đình. Khôi yêu gia đình song ca. Khôi yêu gia đình chương trình. Không biết Khôi yêu chương trình gia đình song ca. Đúng không? Yêu. Rồi tiếp tục nha. Bị nhầm lẫn là con gái coi cảm thấy có khó chịu không? À có một cái dạ con cũng thấy rất là hơi khó chịu. Nhưng mà con manly là được rồi. Giống như là bỏ đi toilet là tự nhiên có một cái một cái người nói con là toilet con gái bên kia kìa. Nên con thạp vào phòng khuyết tật hơn mà đi vào toilet con gái, nên con đã quyết định vào toilet con trai. Trời ơi. Quá dễ thương quý vị, không ngờ là ngay cái buổi livestream ngày hôm nay chúng ta mới biết thêm được rất là nhiều những cái bí mật mà thú vị của chàng trai Thiên Khôi này. Rồi tiếp tục nha. Trẻ em nữa. Khôi có bạn là con gái không? Dạ tất nhiên con có bạn là con gái rồi. Và đó là ai, mình chia sẻ một tí xíu nào. Con có nhiều bạn con gái lắm. Trong trường con. Các chị lớp 8 và các chị lớp 9 thường thì chạy xuống đẹp trai quá mà đúng không? Các chị thường xem con ăn, xem con học, xem con đi toilet, xem con uống nước nữa. Còn thấy cái gì là lão? Con đi toilet. Xem đi toilet. Nói là nghe là nó thấy rất là xui với toilet, cái nghe rất là vui. Thật sự là đối với Khôi thì fan hâm mộ thì nói về con gái thì rất là nhiều. Mà những cái người bạn thân là con gái thì chắc chắn cũng có đúng không? Dạ. Thôi mình sẽ khai thác sau. Tất cả quý vị sẽ hỏi Khôi vào những cái câu hỏi tiếp theo nữa. Bây giờ tiếp tục câu tiếp theo nha. Câu hỏi cuối cùng. Khôi hãy hát bài hát mình thích nhất trong thời gian gần đây. Một. Hai. Ba. À, không quên rồi. Ấy cha cha. Có be careful, make your wishes in a dark can be shown when they hit there. Mark and beside in the meantime, I'm just dreaming of tearing you apart. Cái này là chăm trước đúng không Công? Chăm trước thôi. Không sao, đây là một cái trò chơi rất là vui để chúng ta làm nóng chương trình cũng như là đợi những cái câu hỏi cũng như là thử thách của quý vị. Và cũng mong tất cả quý vị hãy lưu ý khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Gia đình Song Ca được phát sóng vào lúc 19 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Các bạn biết sao không, hai bạn nhỏ này cũng muốn tất cả quý vị cũng học thuộc lòng cái khung giờ phát sóng. Thôi bây giờ mình nói chung nha, chương trình Gia đình Song Ca được phát sóng vào lúc 19 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Đây cha cha, bởi vậy tất cả quý vị hãy ráng học thuộc khung giờ này để lúc nữa cuối chương trình Hiển Nhi sẽ lặp lại liên tục luôn. Và bây giờ thì thôi mình chia sẻ và giao lưu với nhau một tí xíu về phần thi vừa rồi, tập trước của hai bạn. Thì vừa tuần trước thì mình hát chung với ba rất nhiều những kỷ niệm mà được những khoảnh khắc mà mình được song ca cùng với ba mình. Thì Khôi chia sẻ một tí xíu những cái lần đó mà mình hát với ba trên sân khấu mình cảm thấy như thế nào? Dạ khi mà con hát với ba trên sân khấu con cảm thấy hai ba con giọng không phải là rất là hợp với nhau mà nó rất là giống nhau nữa. Tại vì ba con giọng tenor, còn con là giọng baritone, nên hai cái quãng đó hầu như là không có hợp với nhau luôn. Chứ có tenor hay là mastery baritone hợp với nhau à. Nhưng mà con ngờ là con và ba con giọng hợp với nhau rất là nhiều. Và khi mà con và ba hát á, thì ba và con có rất là nhiều quãng bè rất là độc đáo. Và con cảm thấy rất là hay và rất là tình cảm khi hai cha con hát với nhau. Ngoài ra thì trong cái phần thi của Khôi có một cái đoạn clip mà lúc trước mình đã quay rồi mà nghe Khôi nói lại rất là hay, đó là mình muốn thành công sớm hơn các bạn bằng tuổi của mình bởi vì ba mẹ mình cũng lớn tuổi. Một cái câu nói mà mình cảm thấy là với cái cậu bạn nhỏ này tuy là nhỏ tuổi nhưng mà suy nghĩ không nhỏ tí nào. Và bây giờ quay tới Mai Chí Công này, mình lên sân khấu mình hát với chị của mình thì theo như chị Nhi được biết là mới đầu chắc là chị cũng không có đồng ý. Vậy thì mình làm cách nào để mình dụ dỗ chị mình
cùng lên sân khấu thi chương trình gia đình song ca với mình. Là em dụ dỗ là bằng cách là em bảo với chị em là chị ơi, trong Sài Gòn là nhiều anh đẹp trai lắm. Đó, thế là chị đồng ý ngay. Ê cho một cái lý do đơn giản cực kỳ vậy là. Tại vì trong những cái lúc mà mình tập luyện, những lúc mà mình với chị mình đứng trên sân khấu ấy, lần đầu tiên như vậy mình cảm thấy như thế nào? Trong những lúc tập luyện cùng chị em trên sân khấu thì mình cảm thấy là hai chị em rất là yêu thương nhau. Và đặc biệt là chị em là hơi khó tính một tí, nhưng mà em đã cố thuyết phục chị, cố nịnh chị và là chị hát, chị hát hay lắm, chị xinh lắm. Nên là chị em mới có cảm hứng để chị em hát tiếp và em cảm thấy là yêu quý chị em hơn. Và chị em, hai chị em đã rất thân với nhau. Có thể thấy anh bạn nhỏ này nhỏ tuổi mà có nhiều cái chiêu thức để dụ dỗ chị mình ghê nhờ. Còn đó, đối với Khôi đi, quay lại với Khôi thì thật sự dạ, khi mà thấy Khôi diễn với ba mình trên sân khấu, dạ, nhìn những cái khoảnh khắc như thế, nhìn ánh mắt, những cái thời gian khoảnh khắc mình tập luyện với ba mình rất là quý giá. Chưa kể là ba đã chuẩn bị rất là nhiều thứ, là người đứng sau thành công của mình. Dạ. Vậy thì ngay bây giờ đây, mình hãy chia sẻ một tí xíu gì đó dành cho ba của mình, gửi lời nói đến ba. Kêu ba thôi. Thật sự là ba Khôi cũng có ở đây, nhưng mà tất cả quý vị biết không, những lúc mình gần ba ấy, chưa chắc là mình đã nói được những cái điều mà mình trân trọng, mình muốn nói đâu. Nên là bây giờ trước tất cả quý vị khán giả, mình hãy nói một cái lời yêu thương nào đó mình muốn dành cho người thân của mình. Dạ. Dạ, con rất là yêu ba con, tại vì ba con là người luôn luôn giúp con và đồng hành với con suốt suốt từ ba và con rất là yêu thương nhau, và ba con người đồng hành với con suốt từ chặng đường âm nhạc của con, và đã tạo cho con mọi điều kiện để cho con được đứng trên sân khấu và thể hiện hết mình. Yes, và con rất là yêu ba con, và khi con hát với ba con thì con cảm thấy rất là phê và rất là đã. Quá tuyệt vời ơi. Đúng là khi mà mình ngồi đây mình nghe cậu bé này chia sẻ về ba ngửi như cái lời, mình cảm thấy cũng ganh tị vô cùng. Chính vì thế mỗi cuối tuần có chương trình hàng tuần ấy, quý vị cũng hãy nhớ là đón xem chương trình Gia đình song ca để có thể xem được rất nhiều những câu chuyện, những tiết mục rất là hay của các cặp gia đình song ca. Rồi bây giờ quay ngược lại tới lại Mai Chí Công đi. Bây giờ mình gửi một cái lời nào đó chia sẻ. Thí dụ như mình từ trước đến giờ không biết là mình có chia sẻ những cái lời yêu thương đến chị mình hay không, thì chị Yến Nhi không có biết, nhưng mà ngay bây giờ đây này chị em mà xem đó, đó vậy vậy ngay bây giờ đây mình thử một lần thể hiện. Dạ, thể hiện à? Ừ, rồi bắt đầu. Em thương chị lắm, chị xinh gái nhất nhà này, chị còn đảm đang nữa. Em chúc chị mau lấy chồng đi, không thì cả nhà tiếc lắm. Ai cha cha, không biết là chị của Mai Chí Công ở nhà có đang xem chương trình hay không, nhưng mà với những cái chia sẻ như thế này mình cảm thấy là cậu em của mình cũng quan tâm đến mình quá nhở. Và kính thưa tất cả quý vị và các bạn, hiện tại thì Yến Nhi cũng cảm thấy là cũng cảm nhận được rất là nhiều những cái chia sẻ cũng như những yêu cầu của quý vị dành cho hai bạn trẻ, là đặt ra những cái yêu cầu bài hát rất là nhiều. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta sẽ thử thách với lại Thiên Khôi trước đi. Dạ. Yeah. Có rất là nhiều khán giả yêu cầu Khôi hãy dành tặng một bài hát nào đó cho tất cả quý vị. Thì bây giờ Khôi được tự lựa chọn luôn, mình muốn tặng bài nào đến cho tất cả mọi người. Dạ. Yeah. Con muốn tặng một bài sáng tác của con đã hát trong chương trình Idol Kids. Đó là bài Tung Tăng, một bài chính con sáng tác cho con và em, một em bị khiếm thị, đó là em Minh Hiền. Và bài hát này thì con rất là tâm đắc để cho hát trong chương trình Idol Kids, và con dành tất cả tình cảm con để sáng tác bài này. Yes. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào, xin mời Thiên Khôi. Con rất muốn được khúc của bài này, bài Tung Tăng nhé. Rồi, Mai Chí Công ở đây, hai mẹ mình sẽ ủng hộ Thiên Khôi với bài hát đầu tiên dành tặng cho khán giả nhé. La 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 la, tăng tung tăng bạn hơi. La 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 la, vào bạn bè vui hòa ca. Chim vui hòa ca, la 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 la, cho đàn chim vui hòa ca, cánh hoa vẫy gọi em. Quá tuyệt vời ơi, cảm ơn Thiên Khôi rất là nhiều. Và bây giờ tới một thử thách dành cho Mai Chí Công. Hiện tại ở đây có một bạn tên là Ngọc Đức bảo là Khôi, bạn hát bài Ghen đi.
Ghen, nhưng mà bạn đó là hát theo một cái phiên bản nào đó, hình như chị như cũng biết là Khôi Mai Chi Công cũng, đó đúng rồi, cũng có thể hát bài Ghen một cái phiên bản riêng. Thôi bây giờ mình gửi tặng một khúc hát chai nào được không? Tại vì nếu mà hát bản Ghen thì mình thấy theo kiểu của Eric thì mình thấy bình thường. Đúng. Và mình hát kiểu Bolero đi. Wow, xuất sắc. Tất cả quý vị ơi, chuẩn bị để chào đón phần đúng không ạ? Không sao, bây giờ đây chị sẽ giúp. Không sao, mình cứ sao đi tuyệt mất rồi. Rồi, ok. Tiến tới. Ok. Em hát điệp khúc nha chị. Ừ. Điệp khúc nha mọi người. Mình sau đây, bản Ghen phiên bản Bolero và em Đạo Vinh Tài Smile. Bởi vì anh ghen mà chị anh đang yêu thôi mà là anh đang ghen mà chị anh đã quá yêu em, đã quá yêu. Ghen mà chị anh đang yêu thôi mà là anh đang ghen mà chị anh đã quá yêu em, đã quá yêu em. Ngồi đó luôn. Đây cha, hiện tại thì có thêm yêu cầu khán giả sau khi mà hát các ca khúc Ghen đó, khán giả bảo là bây giờ mình hát thêm một ca khúc khác nữa. Được không? Khúc khác nữa? Ừ. Một bài hát, một phiên bản khác. Bài gì chị? À, hiện tại thì như thấy là bây giờ có rất là nhiều những bài hot, thì bây giờ Mai Chí Công chọn một bài hot nào hiện nay đi. Bài đúng rồi, em biết bài này. Để em tìm. Just wait. Quý vị thân mến, trong lúc mà đợi Mai Chí Công gửi tặng đến một bài hát nữa cho chúng ta, thì Yến Nhi muốn nhắc quý vị hãy nhớ cũng giờ phát sóng của chương trình Gia Đình Song Ca, được phát sóng vào lúc 19 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và tất cả quý vị nếu muốn xem các tập trước của chương trình Gia Đình Song Ca, hãy lên trang YouTube Điền Quân Kid, thì chúng ta sẽ theo dõi hết tất cả những tiết mục rất thú vị và hấp dẫn của chương trình. Và bây giờ thì hãy cùng tiếp tục lắng nghe một ca khúc nữa của Mai Chí Công dành tặng cho tất cả quý vị. Em thấy bây giờ một ca khúc mà em rất là yêu thích, ca khúc của cô ca sĩ Mỹ Tâm, ca khúc mang tên Đâu Chỉ Riêng Em. Ok. Hát một đoạn hay là hát? Một đoạn thôi. Nhưng anh sẽ luôn dõi theo và lặng im như không biết gì. Anh muốn thấy vai diễn của em sẽ đi về đâu. Đừng mong anh tin điều gì và đừng nói yêu anh nữa đi, vì anh biết lời nói đó đâu chỉ dành riêng anh. Quá hay rồi, cảm ơn Mai Chí Công rất là nhiều. Và kính thưa tất cả quý vị và các bạn, hiện tại thì trên trang fanpage của chương trình, Yến Nhi thấy rất là nhiều những cái lời khen của quý vị dành tặng cho Mai Chí Công và Thiên Khôi. Tuy nhiên tất cả quý vị muốn tương tác nhiều hơn thì chúng ta hãy đặt câu hỏi nhé. Và ở đây thì đó, như Cọc với Khôi thấy này, tất cả khán giả đang gửi lời khen cho mình rất là nhiều. Thôi bây giờ mình cảm ơn khán giả đi. Khôi cảm ơn khán giả trước đi, mình gửi lời nói nào đó dành cho khán giả, những người yêu thương mình. Dạ, con xin cảm ơn tất cả cả nhà đã ủng hộ cho con và đã dành yêu thương cho con rất là nhiều, và đã xem livestream trực tiếp bây giờ, và con thấy rất là vui khi được nói lời cảm ơn cho tất cả cả nhà. Yeah, I love you. Quá dễ thương. Coffee bath. Cũng y chang vậy luôn. Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương và ủng hộ em. Thì chà, quá dễ thương. Và hiện tại thì Yến Nhi có nhận thấy rất nhiều những yêu cầu bài hát của Khôi nữa. Thì bây giờ đi, biết là thế mạnh của Khôi là hát về tiếng Anh nữa. Dạ. Mình hãy chọn một ca khúc nào đó để mình gửi tặng khán giả được không? Dạ. Con sẽ hát một ca khúc của bài I Knew You Were Trouble của Taylor Swift. Cause I knew you were trouble when you walked in. Cause shame on me now, I flew me to places I would never been. Till you pull me down, oh, I knew you were trouble when you walk in.
Shame on me now, flew me to places I would never been. Now I'm lying on a cold hard ground. Oh, 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 trouble, trouble, trouble. Oh, 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 trouble, trouble, trouble. Wow, xuất sắc, xuất sắc. Và bây giờ đó, bây giờ Yến Nhi đã thấy rất là nhiều những câu hỏi rồi. Có một câu hỏi của bạn khán giả tên là Mai Billy. Bạn nói là không biết là Khôi có dự định âm nhạc sắp tới như thế nào không? Mình chia sẻ về những cái dự định sắp tới của mình trên con đường nghệ thuật. Dạ, hiện tại thì con hơi thay đổi tí xíu về thể loại âm nhạc. Đó là con bây giờ con rất là thích nhạc dance pop. Tại vì khi mà con hôm qua cách đây một tuần trước thì con lên Zing thì con coi dance pop và con thấy rất là nhiều bài mà giống con rất là mong muốn để ra các sản phẩm giống vậy. Và khi mà tại vì có bài We Don't Talk Anymore của Charlie Puth và Selena Gomez thì con thấy bài đó rất là hay, nhưng mà nhiều người nói dòng nhạc đó là dòng nhạc EDM, nhiều người nói là dòng nhạc pop, nhiều người nói là dòng nhạc electronic trance. Nhưng mà khi mà con mới tìm ra dòng nhạc chính thức của nó là dance pop thì con thấy rất là vui để được tìm hiểu thêm về dance pop, và con đã tìm rất là nhiều bài hay để cho con nghe, và con sẽ theo phong cách âm nhạc dance pop, R&B và cả pop luôn và EDM, và con sẽ làm cho mọi người rất là hài lòng với các dự định âm nhạc của con. Yeah. Yeah. Wow. Và Yến Nhi nghĩ như thế này, quan trọng hơn hết nữa là trên con đường sắp tới của mình thì luôn luôn có sự đồng hành của người ba yêu dấu, đúng không nào? Dạ. Và đối với lại Mai Chí Công thì sao, mình chia sẻ một tí xíu về dự định âm nhạc sắp tới của mình. Dự định âm nhạc sắp tới của em thì ngay gần đây thôi, trong tháng 9 em sẽ ra mắt 3 sản phẩm. Sản phẩm thứ nhất là một sản phẩm single của em, sẽ được quay MV. Và sản phẩm thứ hai là sản phẩm nhóm. Sản phẩm thứ ba là một MV cộng đồng mang tên là Việt Nam I Love. Em đã cùng người anh của em kêu gọi hơn 50 bạn thí sinh đã từng tham gia các cuộc thi tại Việt Nam và tham gia. Em hy vọng là các sản phẩm của em trong tháng 9 sẽ được mọi người đón nhận. Cảm ơn Mai Chí Công rất là nhiều, và hy vọng trong thời gian sắp tới những con đường âm nhạc của Khôi và của Công sẽ luôn luôn được tất cả quý vị và các bạn ủng hộ cũng như là đón nhận, quan tâm theo dõi những hành trình tiếp theo của các em. Và cũng mong rằng với hai bạn thì luôn luôn sống trọn với niềm đam mê của mình để có cơ hội sao nếm trải từng khoảnh khắc. Và bây giờ thì nãy giờ Yến Nhi giả bộ vờ đi thôi, thật ra là thấy hết tất cả những yêu cầu của quý vị là yêu cầu hai bạn trẻ này cùng song ca với nhau đi. Nhưng mà tại vì thời lượng chương trình cũng không có nhiều, cho nên là rất là xin lỗi tất cả quý vị nếu như mà không có thể thực hiện hết những yêu cầu mà quý vị đưa ra. Nhưng ngay bây giờ đây thì hai bạn trẻ này sẽ gửi tặng ngay tại đây một ca khúc nào đó để có thể đem đến niềm vui cho khán giả nào. Dạ, con sẽ... Mình suy nghĩ bài nào nè. Dạ, con sẽ... Con và anh Mai Chí Công sẽ hát bài Thật Bất Ngờ của Mew Amazing. Được không? Mai Chí Công hát... Okay, xuất sắc. Ngẫu nhiên thôi nhưng mà... Mình đàn đúng không? Dạ, để con lấy hợp âm. À, lấy đồ nghề. Và các bạn thân mến, trong lúc mà Thiên Khôi và Mai Chí Công chuẩn bị để một ca khúc để dành tặng cho quý vị thì rất là mong tất cả quý vị hãy nhớ like và share fanpage của chương trình Gia Đình Song Ca nhiều hơn nữa, cũng như là vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần thì hãy nhớ xem chương trình cùng với những người thân yêu của mình này, giới thiệu đến bạn bè. Cũng như là trên trang fanpage của chương trình thì luôn luôn cập nhật rất là nhiều những thông tin của các tập tiếp theo. Và nếu như tất cả quý vị muốn xem các tập đã chiếu của chương trình Gia Đình Song Ca thì hãy lên trang YouTube Điền Quân Kiếp nhé. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với một ca khúc Thật Bất Ngờ của Thiên Khôi và Mai Chí Công. 1, 2, 3. Trên bao những thông tin trên nhau đi một hàng, người đàn bà hờ hàng, sống đến chuyện người thì nơ nàng, sống đến chuyện mặt hàng thời trang, lôi cuốn người người đọc và bán sang. Cô ấy mỗi hôm qua không ai nhớ khuôn mặt, chỉ một si can đan, khóc lóc về chuyện tình dở dàng, đến bao lần thì đầy vũ trang, ôi dễ dàng để đời ta rơi sang. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia cặp vỡ chị này, anh kia lừa dối chị này, anh kia đập đánh chị này, và chị ngã xuống đây. Cư dân cùng với đồng bào, thông tin đừng có nguồn cao, bà hoa lời ra lời vào, một ngày mới nhôn nhau, nhôn nhau, nhôn nhau.
từng ngày vụ. Rất là tuyệt vời với quý vị ạ. À, một ca khúc cuối cùng kết chương trình mà Thiên Khôi và Mai Chí Công dành tặng cho tất cả quý vị. Hy vọng rằng trong cuộc sống thì có rất là nhiều những niềm vui, nhưng mà mong rằng ngày hôm nay Yến Nhi, Thiên Khôi và Mai Chí Công đã đem đến một niềm vui nho nhỏ nào đó dành tặng cho tất cả quý vị. Và một câu nói cuối cùng quen thuộc đó chính là khung giờ phát sóng. Thì bây giờ hãy cùng Yến Nhi lặp lại khung giờ nhé. Chương trình Gia Đình Song Ca được phát sóng vào lúc 19 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và Yến Nhi cũng xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn nhà tài trợ Vivimilk với nhà hàng sữa IQ Black Roll, vị ngon bé nào cũng thích. Và nhà tài trợ thì cũng có hai thùng sữa dành tặng cho Khôi với lại Mai Chí Công. Và rất là mong có thể gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong các tuần tiếp theo của chương trình Gia Đình Song Ca. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Em nhìn vào cái người đàn ông áo hường. Áo hường nha. Đỡ áo đỏ này nha. Áo đỏ chứng tỏ đẹp trai. Ôi ôi. Dễ sợ. Khi em hát cái câu đầu tiên á là anh đã hấp hồn người ta rồi. Chỉ là một người xuất sắc thôi. Mời quý vị đón xem tập 8 được phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2017 trên kênh HTV7. Chương trình được tài trợ bởi VPMilk, nhãn hàng IQ Lacto, vì ngon bé nào cũng thích.